Chào quý vị và khán giả đang theo dõi chương trình Bạn Có Biết của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Nam. Quý vị và các bạn thân mến, những món ăn chay thì bên cạnh việc cung cấp rất là nhiều những vitamin dưỡng chất cho cơ thể thì còn có thể giúp chúng ta phòng ngừa rất là nhiều bệnh, ví dụ như là bệnh mỡ trong máu, bệnh béo phì, ung thư và còn rất là nhiều những bệnh khác nữa. Và trong chương trình Bạn Có Biết ngày hôm nay, chúng tôi sẽ giới thiệu đến quý vị và các bạn một món ăn chay rất là hấp dẫn. Và để biết được món ăn chay đó tên là gì, cũng như là cách chế biến ra sao, thì chương trình xin mời quý vị và các bạn cùng gặp gỡ với đầu bếp chính của nhà hàng Chay An để được anh giới thiệu về tên của món ăn cũng như là cách chế biến của món ăn này nhé. Em chào anh, rất vui được gặp anh trong chương trình Bạn Có Biết ngày hôm nay. Và ngày hôm nay thì xin nhờ anh là giới thiệu đến quý vị khán giả một món ăn chay để cho quý vị khán giả có thể là thay đổi khẩu vị của mình, để cho có thể là làm phong phú thêm cái thực đơn trong bữa ăn của mình. Và xin nhờ anh giới thiệu đến món ăn. Trước tiên thì chào quý khách, cảm ơn quý khách đã ghé đến nhà hàng Chay An chúng tôi. Hôm nay tôi sẽ làm đãi quý khách món ăn chay rất là thú vị, đó là món gỏi vả rong biển. Thành phần chính bao gồm trái vả tươi. Chúng ta lựa những trái tươi còn da còn xanh. Và thành phần thứ hai là rong biển đã tẩm ướp gia vị. Và thành phần phụ đó là gồm cà rốt, su tím. Và thành phần để tạo ra sự đậm đà cho món ăn đó là hem và chả quế. Còn nước chấm thì chúng ta sẽ làm sao? Bây giờ chúng ta sẽ làm cho quý vị. Dạ, cái vả này là mình mua ở đâu anh hả? Trái vả này. Trái vả chúng ta sẽ lựa những cái đầu mối vì hàng nó mới về sẽ còn tươi nguyên dạ. Không qua những đại lý theo. Dạ, trái vả này em thấy hình dáng nó khá là giống trái sung ở mình nhưng mà to hơn đúng không ạ? Nhưng mà cái vị của nó như thế nào anh? Trái vả này là cũng giống như trái sung nhưng cái vị nó hơi chát hơn trái sung. Nếu chúng ta làm vả thì chúng ta phải có qua sơ chế. Dạ, bây giờ nhờ anh sơ chế, anh hướng dẫn giùm. Vả trước tiên mua về chúng ta rửa sạch. Chúng ta cắt cúng và chần qua nước sôi trong vòng 10 phút. Mình có gọt cái vỏ đi không anh? Mình sẽ chần qua nước sôi, sau đó mình mới gọt được cái vỏ. Bây giờ chúng ta lục. Cái nước sôi này mình có bỏ gì trong đó không anh? Trong cái nước sôi này chúng ta bỏ một tí muối và nặng vài giọt chanh để tạo cái độ xanh cho cái trái vả. Công dụng của muối là gì anh ha? Muối làm cho nó trái vả nó cũng như giấm, nó làm cho vả không bị thâm đen. Mình luộc trong bao lâu thì được anh? Chúng ta luộc trong 10 đến 15 phút. Dạ. Chúng ta trộn vào vả vừa phải, không già cũng không nâu. Già nó thì dai mà nâu nó thì mềm. Trong lúc mình chờ nấu cái vả này thì mình sẽ tranh thủ thời gian chế biến những nguyên liệu khác anh ha. Trong lúc chờ thì chúng ta chế biến những cái món phụ để tạo nên dĩa gỏi. Nó có cà rốt. Khi ra chợ chúng ta lựa cà rốt cúng còn xanh và vỏ nó vẫn còn trong như thế này. Vì chúng ta rửa sạch và chúng ta sơ chế là chúng ta bào vỏ. Một dĩa gỏi chúng ta chỉ cần 200g cà rốt. Và cà rốt. Dạ. Cà rốt chúng ta cắt sợi. Thành phần tiếp theo đó là su tím. Su tím khi ra chợ chúng ta cũng mua củ còn tươi như thế này, là vỏ nó không có bị bầm mà bị úng trong. Yeah. Một dĩa gỏi thì ta chỉ cần một lá của su tím này thôi. Một lá thôi ạ? Dạ. Yeah. Để tạo màu cho nó dĩa gỏi thêm đẹp mắt vậy anh. Mình bỏ những cái lá bên ngoài hả? Chúng ta lựa cái lá đó còn tươi và đẹp.
Sau đó chúng ta cũng cắt sợi giống cà rốt. Dạ. Thành phần tiếp theo đó là hem và chả quế. Hem và chả quế chúng ta cũng cắt sợi giống cà rốt. Một dĩa gỏi cỡ 200g chả quế và 200g hem. Thành phần không thể thiếu trong món gỏi chúng ta là rong biển. Chúng ta mua rong biển đã tẩm ướp sẵn ở các siêu thị. Chúng ta nên lựa chọn rong biển khô và tẩm ướp có gia vị thơm ngon. Sau đây chúng ta sẽ làm nước gỏi cho món gỏi của chúng ta. Nguyên liệu chính của chúng ta đó là nước mắm chay. Nước mắm chay. Chúng ta cũng mua chỗ có uy tín và có nhãn hiệu đều ngon. Với tỷ lệ là 1 muỗng nước mắm chay thì chúng ta dùng 1.5 muỗng đường. 1.5 muỗng đường. Dạ. Chanh thì phân nửa và tương ớt 1 muỗng. Dạ. Thành phần đó tiếp theo đó là ớt sừng. Ớt sừng chúng ta cắt đi, bỏ hột đi và chúng ta băm nhuyễn. Cần nửa trái cho một dĩa gỏi là được. Ớt này nó có cay lắm không anh? Ớt này không cay chỉ để tạo độ nồng cho nước mắm. Tức là những người không ăn cay vẫn có thể ăn được đúng không? Nếu người nào thích cay chúng ta bỏ thêm một trái ớt hiểm. Chanh và cục. Chúng ta dành nửa trái chanh và 2 trái cục. Tại sao chúng ta không làm chanh hết hoặc là quật hết anh? Tại mà mình phải pha trộn như vậy. Quật thì nó thơm nhưng mà nó lại chua. Rất nhiều so với chanh. Dạ. Chúng ta dùng hài hòa giữa chanh và quật. Hai trái quật. Nửa trái chanh. Chúng ta lọc bỏ hạt đi. Sau đó chúng ta sẽ đánh nhuyễn lên. Rất là thơm ngon đúng không quý vị? Dạ, rất là đẹp mắt nè. Rồi, chúng ta sẽ để qua một bên. Rồi sau đó chúng ta sẽ sơ chế trái vả. Khi vớt trái vả ra chúng ta sẽ ngâm sơ qua nước lạnh hoặc nước đá để tạo độ giòn cho trái vả. Dạ. Trái vả sau khi lục xong thì như thế này. Chúng ta sẽ vào sơ cái vỏ lụa bên ngoài. Quý vị thấy dễ dễ gọt hơn đúng không? Tôi đã sơ chế sẵn một số quả cho một gỏi vả là như thế này nè. Thành phẩm sau khi chúng ta chế biến trái vả là như thế này. Cái này lúc mình sắc xong mình có bóp hay là gì nữa không anh? Hay là có trộn? Chúng ta sắc xong trái vả chúng ta đi vắt sơ đi. Cho nó ra bớt cái chát của trái vả. Dạ. Rồi cái trái vả nó sẽ dai mà ngon hơn. Bây giờ chúng ta tiến hành trộn gỏi. Trước tiên cho chúng ta cho trái vả vào trước. Cà rốt. Su tím. Chúng ta sẽ tiến hành trộn 3 thành phần này trước. Dạ. Cho nó ngấm gia vị. Chúng ta cho nước gỏi vào.
Chỉ cần 2 muỗng là đủ cho một dĩa gỏi. Rồi chúng ta sẽ úp nhuyễn nó cho nó thấm gia vị. Cuối cùng chúng ta sẽ bỏ rong biển. Dạ. Chúng ta trộn đều lên. Khi mua rong biển về, rong biển sẽ rất là giòn. Dạ. Chúng ta sẽ bóp nhẹ nhàng để nó khỏi bị nát trong biển. Và thành phần quan trọng để tạo nên mùi béo của dĩa gỏi đó là ván đậu. Ván đậu. Người ta làm đậu phụ, đậu hũ, có cái ván. Còn gọi là lá non, ở ngoài thị trường người ta gọi là lá non. Thay vì hành tím để tạo mùi, chúng ta dùng cái này. Cái này mình mua người ta làm sẵn luôn như vậy hay là mình phải sơ chế gì không anh? Người ta làm đậu phụ liên có sẵn giống như cái lá non, bỏ vào bịch một ký hoặc nửa ký. Dạ. Thì chúng ta sẽ chiên giòn lên. Rồi cuối cùng chúng ta sẽ bỏ rau húng lủi vào. Đủ màu sắc ạ. Rồi chúng ta sau đó chúng ta sẽ cho ra đi. Rồi bây giờ chúng ta đã hoàn thành xong thành phẩm một dĩa gỏi, gỏi vả rong biển. Và sau đây chúng ta sẽ mời chị Châu Kim sẽ dùng thử món gỏi chúng ta. Chúng ta một ít vả, ít rong biển và gia vị của nó. Rồi, xin mời anh. Dạ, xin cảm ơn anh. Về phần màu sắc thì không có gì phải chê nữa, rất là nhiều những màu sắc kết hợp trong món ăn. Và cái hương vị thì rất là ngon, em cảm nhận được vị hơi chát xíu của vả, vị ngọt, vị chua của chanh và quật. Rồi vị của trong biển, vị cái giòn của cái ván đó, ván đậu phụng. Dạ. Và cái mùi thơm của nem và chả quế rất là ngon, hòa quyện, nói chung là cảm giác rất là bị kích thích ạ. Và xin cảm ơn anh ngày hôm nay đã giới thiệu cho em cũng như là quý vị khán giả được biết một món ăn chay rất là hấp dẫn ạ. Và thưa quý vị và các bạn, thông qua chương trình ngày hôm nay thì hy vọng rằng quý vị và các bạn có thể tự tay chế biến món gỏi rất là ngon cho mình cũng như là các thành viên trong gia đình. Bởi vì đây là một món ăn vô cùng rất là ngon và lại đầy dưỡng chất nữa. Và nếu như quý vị và các bạn không có thời gian thì quý vị và các bạn hãy ghé nhà hàng Chay An để được đầu bếp ở đây phục vụ món ăn này nhé. Và đến đây thì chương trình Bạn Có Biết kỳ này cũng xin được khép lại. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Bạn Có Biết số tiếp theo.